Từng từng oán trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ông chơi với. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng buồn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phần cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nó. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đứng đau cuộc đời.